Đại ca ơi, là nó đã chỉ điểm em đó đại ca. Cái thằng này, sao mày dám chỉ điểm em tao? Em tao có thù gì với mày? Đừng đánh tôi mà, tôi chỉ muốn giúp cho cậu ấy ngày càng học tốt lên thôi. Tốt cái gì mà tốt, nó ăn điểm kém là tại mày đó. Đừng hiểu nhầm mà, bạn ấy thường ngày không làm bài tập, tôi mới mấy cô gì giáo vậy? Cho bạn ấy cố gắng lại một vụ trắng lột nữa hay sao? Thôi, mình bỏ đi cho nó chắc. Đại ca, thằng Sim kia nó cũng tố cáo em cái gì đại ca? Thằng kia, đứng lại. Qua tao biểu mày, mày có lỗi với em tao, qua đây nói chuyện. Thôi xong mình rồi. Nhưng mà mình phải dũng cảm lên, mình phải hù cho bọn nó sợ. Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc con này, mày mạnh miệng quá ha. Mày dám chỉ tố cáo em tao trước cả lớp. Nó không học bài thì kệ nó. Ngày hôm nay, chết hai đứa mày nha. Cái thằng xinh lùng với lại cái thằng áo vest đen kia, anh hai của tao sẽ đập cho hai đứa mày một trận luôn. Xin ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cậu cứ bình tĩnh đi, có tao lo cho, cậu cứ yên tâm nha. Vậy cậu lo đi nha, cậu lo đi nha xin, tớ đi đi. Cái gì vậy trời, sao bỏ tụi mình vậy? Đúng là tình anh em có chắc bền lâu. Nào, nhóc em của ta, hai anh em mình lên đập cho nó một trận nào. Mày đừng chạy đi đâu, đứng lại. Nếu không tao sẽ đánh cho mày chết luôn bây giờ. Đứng lại đây cái thằng mã tử lùng kia. Ây da, thơm quá, dường như chín rồi. Nhưng mà thiếu cái gì đó thì phải. À đúng rồi, thiếu hành phi, mình lại quên mua mất. Cú xin ơi, ra siêu thị mua cho mẹ một ít hành phi nào. Con mệt lắm, con mới đi học về nè, con chạy muốn chết luôn đó. Đi về sao không đi bình thường, chạy nhảy đùa giỡn bây giờ la mệt. Mẹ không có biết gì hết, con bị bọn giang hồ rượt đuổi đó, may con chạy thoát. Tao nói mày có đi hay không? Mẹ, con đang coi mà. Mày con nhỏ mà coi ba cái phim đánh nhau làm cái gì? Muốn bắt trước làm giang hồ hả? Đi ra mua hành nhanh lên. Mẹ gì đâu mà xấu tính, không hiểu tâm lý con cái gì hết à. Không biết mình là con ghẻ hay là con ruột nữa. Ba mẹ hả? Tối nay con đi chơi với bạn rồi, con không về đâu. Đúng là thằng con bất hiếu mà. Nhưng mà anh rất là thích mày. Hả? Đại ca. Gì vậy? Nhìn kia, cái thằng nhóc hồi sáng kia. Đâu? Ê! Hả? Mày muốn gì? Hồi sáng mày chạy nhanh đó, giờ mày ăn đòn tao, rồi con tao à. Tao không sợ mày đâu, nhà tao gần đây đó, tao mét mẹ tao đó. Tao sợ mẹ mày quá cơ đây. Thằng nhóc khốn kiếp, lần này tao cho mày chết. Đại ca làm gì vậy? Đừng mà, đừng đại ca ơi. Đại ca muốn giết người hả? Đừng, dừng lại đi. Mày cứ yên tâm, tao hù nó thôi. Thôi, đi thôi. Cho nó một bài học vậy đủ rồi. Em tưởng đại ca muốn giết người chứ. Càng ngày đại ca làm cho em càng sợ. Hả? Xin, con bị sao vậy? Con bị té hay ai đánh con vậy? Nói cho mẹ biết nào. Xin, sao con im lặng vậy? Đừng làm mẹ lo mà. Xin, có chuyện gì vậy con? Cô xin, con bị chuyện gì vậy? Cô xin. Hả? Ai đánh đập nó bầm dập như thế này? Phải gọi bác sĩ tới. Alo, bác sĩ hả? Con nhà tôi nó bị ai đánh đập hay là nó té gì đó? Mặt mày nó chảy tùm lum hết, mắt của nó bầm tím hết. Bác sĩ hãy đến nhà tôi xem thử như thế nào đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ hãy nhanh chóng đến nhé. Trả thù. Giết hết bọn bay. Tao sẽ cắt cổ bọn mày. Hả? Cô xin, con làm gì trong phòng tắm vậy? Cô xin. Trời ơi, cô xin, sao con lại cắt miệng cắt mắt như thế này? Cô xin.
con trai của tôi. Cô xin dừng lại đi, cô xin. Không biết nó bị gì nữa. Báo cảnh sát. Đại ca ơi, khuya rồi, chúng ta về thôi đại ca. Hả? À, sao hôm nay mày đòi về sớm vậy? Tí nữa đi, tao sẽ dẫn mày cho quán bar, nó sẽ giảm giá, trong đó nhiều gái đẹp lắm, chắc mày chưa biết mùi đàn bà nữa. Vậy cũng được. Ồ, đại ca nhìn kìa, ở đằng kia có ai đi tới vậy? Hả? À, tối khuya rồi, có ai vậy ta? Để tao nhìn kỹ lại coi. Hả? À, là cái thằng nhóc vừa mới bị đánh lúc nãy. Giờ sao đại ca? À, để tao lên cho nó một bài học, mẹ kiếp nó. Này, nhóc con, mày ăn đòn chưa đã hay sao mà còn dán mặt lại đây? Mày muốn ăn đòn nữa à? Giết hết. Đại ca, không xong rồi, chết người rồi, chạy thôi. Cái tên đó, hắn đuổi theo mình chứ. Hắn là thứ quái quỷ gì vậy? Hắn đâu rồi, may quá, hắn không đuổi theo. Mình đứng ở đây thôi. Bé con đâu rồi? Thích làm giang hồ, thích đánh người khác lắm mà. Mình sợ. Giết, tiếp tục giết. Ta sẽ xé xác người ra. Hả? Trời ơi, chó dữ tấn công người hay sao? Dừng lại đi. Con chó chết tiệt kia, yên đi. Hả? Thôi xong rồi. Cấp cứu, có hai em bé bị thương ở đây, nhanh lên. Bác sĩ ơi, con của tôi có sao không bác sĩ? Hả? Chị là người nhà của đứa bé hay sao? Dạ, tôi là mẹ nó. Đứa bé không sao, tuy nhiên tinh thần của nó đã bị kích động quá nặng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà trên miệng và mắt của nó sao có vết cắt của dao vậy? Dạ, tôi cũng không biết nữa bác sĩ à. Từ đêm hôm qua, người của nó bầm dập, nó về nó không nói một lời. Xin lỗi, nó tự cắt. Hả? Chị có phải là mẹ của cháu bé đang nằm ở đây hay không? Chúng tôi phát hiện một vụ án hai người chết liên quan tới cháu bé này. Không, thưa cảnh sát, con tôi hiền lắm. Giết.